ngày 1 tháng 6 2020. Đầu tiên nói vì dân. Yêu cầu thả người. Nhân dân chúng tôi ba miền đến đây yêu cầu công an 47 Phạm Văn Đồng vào cuộc để mà điều tra giải quyết với dân ngon ba miền chúng tôi đang mất đất mất nhà. Công an của nhân dân Việt Nam, công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ, cho tình đừng cho tì đừng nghe những gì của bọn nó phản động lại dân Việt Nam chúng tôi. Tôi yêu cầu công an hãy vào cuộc. Công an hãy vào cuộc 47 Phạm Văn Đồng, Bộ Công an 47 Phạm Văn Đồng hãy vào cuộc điều tra. Hãy điều tra coi như là dân chúng tôi. Vụ con tẩm sang đốt cha Hà Tĩnh, cha tôi là nhân chứng sống và còn sống đấy. Công an bắt lại nhân dân. Bỏ bắt đi. Đi thì các ông bà đi họp hội để làm gì? Các ông bà đi họp hội để chỉ đạo về hút máu nhân dân để mà cha đã bất hại. Bắt người cho quan vô tội để làm gì? Trời ơi. Bà đảo bọn lợi dụng chế độ độc đảng. Yêu cầu
ơi, đi anh ơi. Một người vào thôi. Một người đại diện vào thôi. Rồi cho đi trước đây. Một người đại diện vào đi, một bác cho kia. Mọi người khác thì chúng nó một người đại diện rồi. Từng người một. Không. Bây giờ cái sự việc nó là cái sự việc là con tôi bắt bắt. Cha một cụ từng riêng hết. Đây là toàn bộ riêng hết. Các bác có đứng sang kia, từng người một vào. Mỗi người là mỗi việc. Mỗi người một vào. Rồi. Hỏi hoàng luôn. Một người từ ngõ và một. Thanh tra chính phủ. Không gây lộn xộn. Không gây lộn xộn. Một bác sang kia cho tôi cháu cái. Chỉ từng người một vào. Một người một chứ. Lấy những miệng đơn, ở trong này nhé. Đừng lợi dụng chế độ độc tài. Đừng có khinh thường pháp luật. Ê, nghĩ với ông bảo vệ pháp luật phải.